Hôm nay mình rất may mắn, mình đã chào hỏi Lộ Sầm Dương và thể hiện sự chân thành cho anh ta thấy. Cô ta nói chân thành với anh, người nhà họ Dịch làm gì có chân thành, quả nhiên là cha nào con nấy. Tuy nụ cười của mình hơi giả tạo, nhưng anh ta không biết. Anh ta thấy mình muốn làm nhân viên của anh ta như vậy, chắc chắn anh ta rất cảm động. Cô ta đang diễn kịch để che giấu mục đích thật sự của mình. Cô ta coi thường anh hay là đánh giá cao bản thân mình? Xem ra cậu sắp thành công rồi. Anh ta bỏ ra 3 năm để phẩm thượng phát triển như bây giờ, thậm chí có thể đấu với Dịch Hoa. Chắc chắn anh ta rất thông minh. Xem ra không phải là người dễ đối phó. Nếu muốn đối phó cho cô ta thì cứ cho cô ta biết lý do cô ta không được nhận vào làm, bởi vì cô ta là người nhà họ Dịch. Để cô ta hết hy vọng đi. Cô ta là một người mặt dày, càng ngăn cản thì càng khiến cô ta không bỏ cuộc. Chi bằng cứ để cô ta nghĩ mình sắp thành công, sau đó lại từ từ đánh bại cô ta thì thú vị hơn. Ai kêu cô ta là con của Dịch Mẫn Đức? Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Mình tới đây rồi, đừng hòng bắt mình ra về tay không. Chào. Nếu mình đã quyết định chiến đấu lâu dài, vậy thì cứ biến chỗ này thành tác phẩm của mình. Thứ nhất là ở cũng thấy thoải mái, thứ hai là để cho Lộ Sầm Dương sáng mắt, để anh ta biết ngôi nhà ấm áp là gì.